Dư âm của đại dịch Covid-19 cùng với những biến động của tình hình kinh tế thế giới đã và đang tạo nên không ít thử thách cho thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2022, khiến toàn thị trường vừa trải qua một năm đầy biến động. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Thanh Niên nhìn lại những sự kiện, điểm nhấn nổi bật của thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2022 vừa qua. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung, nhiều mẫu ô tô tăng giá. Những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng với những biến động của tình hình kinh tế chính trị trên thế giới khiến chuỗi cung ứng của toàn thị trường bị đứt gãy trong năm 2022. Điều này dẫn đến lượng ô tô xuất xưởng của nhiều nhà sản xuất sụt giảm mạnh khi các nhà máy không đủ chip bán dẫn, linh kiện để lắp ráp sản xuất xe. Từ việc không có đủ nguồn xe, nhiều nhà sản xuất, đại lý phân phối ô tô đã tận dụng thời cơ đẩy giá bán nhiều mẫu xe tăng mạnh với mức chênh lệch từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Thậm chí nhiều khách hàng dù chấp nhận bỏ thêm tiền vẫn phải cắn răng chờ đợi từ vài tháng đến cả năm mới có thể nhận xe. Ô tô điện ồ ạt đổ bộ. Để tạo điều kiện cho ô tô điện phát triển tại Việt Nam, đầu năm 2022, chính phủ đã ban hành nghị định, trong đó có quy định về việc miễn lệ phí trước bạ cho ô tô điện chạy bằng pin trong giai đoạn đầu, áp dụng từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến hết ngày 1 tháng 3 năm 2025. Chính sách này ngay lập tức đã mang đến những tín hiệu tích cực cho thị trường xe điện tại Việt Nam. Không chỉ có VinFast tiên phong dừng sản xuất kinh doanh xe xăng để chuyển hoàn toàn sang xe điện, các nhà sản xuất phân phối ô tô tại Việt Nam như Hyundai, Kia cũng như các hãng xe sang như Mercedes-Benz, Audi đã và đang lên kế hoạch phân phối ô tô điện tại Việt Nam. Theo ghi nhận của Thanh Niên, trong năm 2022 đã có ít nhất 4 mẫu ô tô điện mới được phân phối tại Việt Nam. Con số này dù chưa thể sánh ngang với các thị trường khác trên thế giới, tuy nhiên cũng cho thấy xu hướng và sự phát triển của ô tô điện tại Việt Nam trong năm 2022. Thương hiệu xe Việt xuất khẩu ô tô điện ra thế giới. Không chỉ sản xuất, phân phối ô tô điện đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong nước, thương hiệu xe Việt VinFast đã đánh dấu cột mốc lịch sử của ngành ô tô Việt Nam khi chính thức xuất khẩu lô ô tô điện đầu tiên gồm 999 chiếc xe VinFast VF8 ra thị trường quốc tế. Những chiếc VF8 này cập cảng California, Mỹ và bàn giao đến khách hàng quốc tế đầu tiên vào tháng 12 năm 2022. Đây là lô xe điện đầu tiên xuất khẩu ra thị trường quốc tế trong số 65.000 đơn đặt hàng xe điện VinFast VF8 và VF9 trên toàn cầu để phục vụ cho khách hàng Mỹ. Sự kiện này không chỉ là một cột mốc quan trọng đánh dấu bước tiến đặc biệt của ngành công nghiệp xe hơi Việt Nam, mà còn là minh chứng cho năng lực sản xuất của VinFast. Triển lãm ô tô Việt Nam trở lại sau 2 năm tạm hoãn. Sau 2 năm tạm hoãn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tháng 10 năm 2022, Triển lãm ô tô Việt Nam Vietnam Motor Show 2022 đã chính thức đánh dấu sự trở lại với khách thưởng lãm, tiếp tục được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn SDCC. Triển lãm thu hút 14 thương hiệu ô tô cùng hàng trăm nhãn hàng trong lĩnh vực phụ trợ liên quan đến ô tô cùng tham gia. Có thể nói, dù tiếp tục thiếu vắng nhiều tên tuổi trong làng ô tô Việt Nam, tuy nhiên nỗ lực trở lại sau 2 năm gián đoạn với các xu hướng và phong cách mới đã góp phần thổi một làn gió vào sự kiện lớn của ngành ô tô Việt Nam. Không khí sôi động suốt 5 ngày diễn ra triển lãm, các hãng xe trình làng hàng loạt mẫu xe mới, trong đó nổi bật là xu hướng xe điện, xe hybrid đã thu hút hàng ngàn lượt khách thưởng lãm. Ô tô mới ồ ạt trình làng, xe MPV phổ thông 5+2 chỗ nở rộ. Một điểm nhấn khác rất đáng chú ý trên thị trường ô tô Việt Nam trong năm 2022 chính là việc các nhà sản xuất phân phối ô tô đã nỗ lực tung ra thị trường nhiều mẫu mã phiên bản mới, mang đến lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam. Đáng chú ý, năm 2022 đánh dấu sự nổi rộ các mẫu mã ô tô thuộc phân khúc MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi tại Việt Nam. Ngoài các mẫu mã được cải tiến nâng cấp như Mitsubishi Xpander, Suzuki Ertiga, Toyota Avanza hay sự trở lại của Kia Carens, phân khúc này còn có sự xuất hiện của những tân binh như Toyota Veloz Cross, Hyundai Stargazer. Chỉ trong một thời gian ngắn, phân khúc xe MPV phổ thông 5+2 chỗ ngồi tại Việt Nam đã thực sự nở rộ, góp phần tăng thêm tính cạnh tranh, cung cấp nhiều lựa chọn cho người mua ô tô.